Ghê chưa? Tính đi câu hả anh coi? Câu gì mà câu? Hãy là tôi nói, tôi nói cho ông nếu mà cái những người mà gọi là trong nghề á, nhìn là biết cái cước gì? Cước xịn và cước thường. Đúng không? Tại vì tôi nói với cái thằng mà thằng bạn tôi đó, tôi nói là quận cước này tôi mới nhập từ bên Mỹ về. Có chữ Mỹ là bên Mỹ đúng rồi nè. Mà thực tế là có 30.000 cũ mà. Nhưng mà nó là hàng Mỹ. Hàng Mỹ hả? Ừ, hàng Mỹ. À, anh thử là nó kêu là cho tôi xin 50m. Này 100m hả? Này 100m. 100m này em thấy à. Ừ, thì cho nó 50m đi. Nhưng mà thực tế là cái này là hàng thường đó nha, chứ không phải hàng xịn đâu. Thì kệ thì nói thẳng nói sao đâu. Nhưng mà tính ra là nếu tôi nói gì bữa tôi nổ là 500 đô. 500 đô giữ rồi cho 500 đô. 500 đô thì thử là tôi nói đưa nó 50m tôi cho. Cho nó thì tôi lấy là có 1 triệu thôi. Trời đất ơi. Cho mà lấy 1 triệu thôi. À rồi rồi rồi. Bây giờ ông giữ tôi đi. Ông giữ tôi nha. Ừ. Giữ tôi là tôi quấn lại. Tôi quấn tôi đưa nó 50m. Lát nữa tôi cho lấy 5 triệu thì đưa cho ông 50 ngàn uống nước, được không? Được. Tính là lấy gì á? Cái này quấn lại nè, quấn đầu lại. Chứ anh thả ra nó quấn không được hả? Sao được, thằng. Nó quấn nó chạy đâu kệ nó. Hả? Nó chạy đâu kệ nó. Giỡn quá. Chuyện mà cước xịn mà. Cước xịn chứ không phải cước ấy đâu. Ừ. Bây giờ nha. Hả? Có một cái rất hay nha. Anh kiếm cho em cái tô với một cái nắp nồi cơm điện đi, em thiết kế anh cái này hay lắm. Cước này là gọi là cước gì người ta nói là cước thường. Cá mập á. Câu cá mập đâu ra cá mập, cái này là câu mấy con cá lòng tông. Ông giữ đi, lát nữa tôi cho ông 50 ngày uống. Bây giờ nha, anh thiết kế giùm em một cái tô và một cái nắp nồi cơm điện á. Có cái lỗ đó, thiết kế này hay lắm. Tuyệt vời luôn. Nắp cơm điện đúng không? Ừ. Cái này anh em áp dụng trong trường hợp nào thì áp dụng nha. Anh đổ nước vô giùm em cái. Đổ nước vô hả? Ừ. Cái này có cái lỗ nè, chúng ta từng dùng lại nó tuyệt vời nè. Đấy. Rồi ok. Bây giờ nha. Dạ. Chìm rồi. Chìm không chìm kẻ nó thì không sao đâu. Rồi ok, cái này lỡ rồi thì anh có cắt được, cắt không thì anh cắt xong cắt này tốn tiền. Anh lòn đi. Rồi, anh lòn vô cái nắp nè. Rồi, mình lòn lỗ này ha. Đúng rồi. Mình nói cho nó 50 mét chứ mình cuốn đại đi. Ừ. Được nhiêu đủ nó câu được rồi. Đó, anh xoàng qua. Rồi, đặt cái nắp lên. Ê mà cái cách này mình quấn vô cái cần câu luôn á. Cái cuộn quay được không? Được. Hả? À, khi anh quấn đâu anh đâu rồi? Anh quấn thử cho người coi. Là nó không bị sổ luôn á. Đúng rồi, thả vô cái cuộn quay cần câu cũng được luôn. Đó, khi mọi người quấn nó sẽ như thế này. À. Nó xoay. Thấy à. Ủa. Đồ. Nó nổi lên trên. Sao mọi người thấy không? Sao cái cách này hay vậy ta? Nghĩa là nó sẽ xoay vòng tròn, nó không bị ấy luôn đúng không? Đúng rồi. Nó bị rối luôn, bung rối đúng không? Rồi. Đó, đơn giản vậy thôi. Thú vị. Có gì đâu. Nghĩa là mình sẽ để ở đây, mình quay, nó sẽ chạy vô vòng tròn. Đúng rồi, nếu anh gắn vô lưỡi câu của anh á, thì anh gắn như vậy cũng nó tuyệt vời. Chứ hơi đâu mà anh gỡ ra anh gắn gì nó mất công. Ừ? Rất là tuyệt vời. Vậy thôi, đơn giản nó hay rồi cho đó. Đó ok nha, em chia sẻ mọi người về thôi, tí đơn giản nhưng mà nó mang lại thực tế cao nha. Ok, nhớ đăng ký bật chuông.